Bây giờ, Xá Lợi Từ thưa Phật, bạch Thế Tôn, mạn thù thất lợi thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì pháp tướng mà mạn thù thất lợi đã thuyết không thể nghĩ bàn. Phật bảo đồng tử mạn thù thất lợi, pháp mà ông thuyết thật khó nghĩ bàn, như cụ thọ Xá Lợi Từ đã nói. Mạn thù thất lợi liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp mà con thuyết không thể nói là có thể nghĩ bàn, cũng không thể nói không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì tánh của không thể nghĩ bàn và có thể nghĩ bàn đều vô sở hữu, chỉ có âm thanh. Tất cả âm thanh cũng không thể nói không thể nghĩ bàn hay có thể nghĩ bàn. Vì đối với tất cả pháp, tự tánh đều xa lìa, người nào nói như vậy mới gọi là nói không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì. Phật bảo mạn thù thất lợi: Đồng tử, nay ông đang nhập vào tam ma địa bất khả tư nghì ư? Mạn thù thất lợi thưa: Bạch Thế Tôn, con không nhập vào tam ma địa này. Vì sao? Vì con hoàn toàn chẳng thấy tánh tam ma địa này khác với con, vì chẳng thấy có tâm có thể nghĩ bàn về ngã và định này. Tam ma địa bất khả tư nghì ấy, tánh của tâm và phi tâm đều không nhập được, thì làm sao có thể nói con nhập vào định này? Lại nữa, bạch Thế Tôn, xưa kia khi mới học, con có tác ý nhập vào tam ma địa này, nhưng bây giờ con không còn tác ý nhập vào định này nữa. Giống như người bắn giỏi khi mới học bắn phải tập ngắm kỹ vào những đích thô rồi kéo cung, nhưng tập lâu ngày thành thạo có thể bắn trúng đích nhỏ như đầu sợi lông, chẳng cần ngắm vào nơi đích thô kia nữa. Hễ muốn bắn chỗ nào, buông mũi tên ra là trúng ngay. Cũng vậy, trước đây khi con mới học định này cần phải buộc niệm vào chỗ bất tư nghì, sau đó mới có thể nhập vào định này. Tu tập lâu ngày thành thục, ở trong định này chẳng còn buộc tâm, mặc cho nó trụ. Vì sao? Vì con đã thiện xảo đối với định này, tuần tự vào ra không còn tác ý. Khi ấy Xá Lợi Từ liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nhận thấy đồng tử mạn thù thất lợi này chưa thể bảo hộ niềm tin. Vì sao? Dường như không thường trụ ở trong định này, tuy nhiên không có định nào khác nhiệm màu vắng lặng như định này. Mạn thù thất lợi liền thưa với cụ thọ Xá Lợi Từ: Đại Đức, sao biết không có định nào khác vắng lặng như định này? Xá Lợi Từ nói: Lẽ nào lại có định vắng lặng như định này? Mạn thù thất lợi đáp: Đại Đức, nếu định này có thể chứng được thì có thể nói, còn các định khác vắng lặng như định này nhưng bất khả đắc. Xá Lợi Từ nói: Mạn thù thất lợi, lẽ nào định này cũng bất khả đắc? Đại Đức, định này thật bất khả đắc. Vì sao? Vì tất cả định nào có thể nghĩ bàn thì có tướng khả đắc, còn định không thể nghĩ bàn thì không có tướng khả đắc. Định này đã được nói là không thể nghĩ bàn, cho nên chắc chắn phải bất khả đắc. Lại nữa, Xá Lợi Từ, đối với định không thể nghĩ bàn này, tất cả hữu tình không ai không chứng được. Vì sao? Vì tất cả tánh của tâm đều lìa tánh của tâm. Sự lìa tánh của tâm được gọi là định không nghĩ bàn, nên hàng hữu tình có thể chứng được. Phật khen đồng tử mạn thù thất lợi: hay thay mạn thù thất lợi, trong quá khứ ông đã ở chỗ vô lượng đức Phật, gieo trồng căn lành, phát nguyện lớn lâu dài, đã tu phạm hạnh, đều dựa vào sự vô đắc, nên nói ra lời gì đều mang ý nghĩa sâu xa. Mạn thù thất lợi, lẽ nào chẳng phải vì ông trụ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên bất cứ lúc nào cũng nói được ý nghĩa sâu xa? Mạn thù thất lợi liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu do trụ bát nhã ba la mật đa thâm sâu mà con nói được như vậy, thì trụ vào ngã tưởng và trụ vào hữu tưởng, con cũng có thể nói được như vậy. Nếu trụ ngã tưởng và trụ hữu tưởng mà nói được như vậy, thì bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng có chỗ trụ. Nếu bát nhã ba la mật đa thâm sâu có chỗ trụ, thì bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng lấy ngã tưởng và lấy hữu tưởng làm chỗ trụ. Nhưng bát nhã ba la mật đa thâm sâu xa lìa hai tưởng trụ và không chỗ trụ, như chư Phật trụ chỗ vắng lặng nhiệm màu không khởi không tạo tác, không động không chuyển, lấy đó làm chỗ trụ. Bát nhã ba la mật đa thâm sâu chẳng trụ pháp có, chẳng trụ pháp không, nên chỗ trụ này không thể nghĩ bàn. Đối với tất cả pháp, bát nhã ba la mật đa thâm sâu đều không hiện hành. Phải biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu tức là cảnh giới không thể nghĩ bàn, cảnh giới không nghĩ bàn tức là pháp giới, pháp giới tức là cảnh giới chẳng hiện hành. Phải biết cảnh giới chẳng hiện hành tức là cảnh giới không nghĩ bàn.
Phải biết, cảnh giới không nghĩ bàn tức là bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Bát nhã ba la mật đa thâm sâu, ngã giới, pháp giới, không hai không khác. Không hai không khác tức là pháp giới. Pháp giới tức là cảnh giới chẳng hiện hành. Cảnh giới chẳng hiện hành, nên biết đó chính là bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết tức là cảnh giới không nghĩ bàn. Cảnh giới không nghĩ bàn, phải biết tức là cảnh giới chẳng hiện hành. Cảnh giới chẳng hiện hành, phải biết là cảnh giới không có sở hữu. Cảnh giới không có sở hữu, phải biết tức là cảnh giới không sanh diệt. Cảnh giới không sanh diệt, phải biết tức là cảnh giới chẳng nghĩ bàn. Cảnh giới chẳng nghĩ bàn và cảnh giới của Như Lai và cảnh giới ngã, cảnh giới của các pháp đều không hai không khác. Thế nên Bạch Thế Tôn, nếu tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được như vậy, thì đối với Đại Bồ Tát chẳng cầu chứng quả. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu tức là Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, nếu thật biết cảnh giới ngã, tức biết sự không chấp trước. Nếu biết không chấp trước, tức biết không có pháp. Nếu biết không có pháp Phật, tức là trí Phật. Trí tức là trí chẳng nghĩ bàn. Phải biết trí Phật, không có pháp nào đáng để biết, gọi là chẳng biết pháp. Vì sao? Vì trí này tự tánh hoàn toàn không có sở hữu, pháp không sở hữu, làm sao có thể chuyển được chân pháp giới? Tự tánh của trí này đã không sở hữu, tức là không có sự chấp trước. Nếu không có sự chấp trước, tức bản thể chẳng phải trí. Nếu bản thể chẳng phải trí, tức là không có cảnh giới. Nếu không có cảnh giới, tức không có chỗ dựa. Nếu không có chỗ dựa, tức không có chỗ trụ. Nếu không có chỗ trụ, tức không sanh diệt. Nếu không sanh diệt, tức bất khả đắc. Nếu bất khả đắc, tức không có chỗ để hướng tới. Đã không có chỗ hướng tới thì trí này không thể tạo các công đức, cũng không thể tạo phi công đức. Vì sao? Vì trí này không suy nghĩ việc tạo ra công đức hay tạo ra phi công đức. Trí không suy nghĩ là trí không thể nghĩ bàn. Trí không thể nghĩ bàn tức là trí Phật. Vì vậy trí này không có sự chấp thủ, cũng chẳng chấp thủ tất cả pháp, cũng chẳng phải ở khoảng trước, chẳng phải ở khoảng giữa hay khoảng sau, chẳng phải trước đây đã sanh, chẳng phải trước đây chưa sanh, không xuất hiện, không chìm mất, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, lại không có trí nào khác sánh với trí này. Do đây trí này không thể nghĩ bàn đồng với hư không, chẳng thể so sánh, không đây không kia, chẳng phải đẹp, chẳng phải xấu, đã không có trí nào khác sánh với trí này được, cho nên trí này không có sự ngang bằng và chẳng có trí nào ngang bằng, do đây nên gọi trí này là vô đẳng đẳng. Lại không có trí nào khác có thể nắm bắt đối với trí này, vậy trí này vô đối bất đối, do đây nên gọi là trí vô đối đối. Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi, diệu trí như vậy không thể động ư? Mạn Thù Thất Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, diệu trí như vậy không thể động, như thợ vàng đốt luyện thỏi vàng cho được tinh dòng, đúng lượng rồi, thì không động đến nữa. Trí này cũng vậy, tu tập thành thục, không tạo tác, không chứng đắc, không sanh ra, không kết thúc, không khởi lên, không chìm, vững yên, chẳng động. Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi, ai có thể tin hiểu được diệu trí này? Mạn Thù Thất Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, nếu không hành được pháp nhập niết bàn thì cũng không thể hành được pháp sanh tử. Đối với thân kiến, hành tịch diệt hành, đối với niết bàn hành bất động hành, không đoạn tham dục, sân giận, ngu si, cũng chẳng phải không đoạn. Vì sao? Vì tự tánh của ba độc này là xa lìa, chẳng tận hay bất tận. Đối với pháp sanh tử, chẳng vượt qua, chẳng rơi xuống. Đối với các thánh đạo, chẳng lìa, chẳng tu. Đối với trí này, người ấy có thể tin hiểu sâu xa. Phật khen đồng tử Mạn Thù Thất Lợi, hay thay, ông đã nói việc này một cách đúng đắn. Bấy giờ cụ thọ Đại Ca Diếp Ba ở trước Phật bạch. Bạch Thế Tôn, trong tương lai, ai có thể tin hiểu tu học nghĩa lý thâm sâu của pháp và tỷ nại gia này? Phật bảo cụ thọ Đại Ca Diếp Ba, đời vị lai, chúng bí xô vân vân, trong hội này đều sẽ tin hiểu lãnh thọ, tu học nghĩa lý thâm sâu của pháp, và tỷ nại gia đã thuyết này, cũng có thể vì người khác giảng nói và truyền bá, như đại trưởng giả, bị mất ngọc vô giá, tâm luôn khổ não, buồn rầu chẳng vui, sau đó có lại được vui mừng hớn hở. Hôm nay chúng bí xô vân vân trong hội này cũng như vậy, nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu tin hiểu, tu học, sau không được nghe thuyết pháp môn này nữa,
Tâm luôn khổ não, buồn rầu chẳng vui, đều nghĩ, chẳng biết lúc nào chúng ta sẽ được nghe lại pháp thâm sâu này. Sau đó, nếu được nghe pháp môn này, vui mừng hớn hở, lại nghĩ, hôm nay ta được nghe kinh điển này, tức là được gặp Phật, gần gũi cúng dường, như cây viên sinh mới đâm chồi, chư thiên trời thứ 33. Vui mừng hớn hở nghĩ, chẳng bao lâu cây này sẽ nở hoa, hương thơm ngào ngạt, chúng ta tha hồ dạo xem. Chúng bí xô cũng lại như vậy, nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, rồi tin thọ tu hành nên sanh hoan hỉ, chẳng bao lâu tất cả pháp của Phật sẽ được hiển bày. Ẩm quang ca diếp nên biết, đời vị lai chúng bí sâu vân vân, nếu nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, tin hiểu, tu hành, tâm chẳng quên mất, tất ở trong hội đây, đã được lắng nghe, vui vẻ thọ trì, giảng nói truyền bá, nên biết các vị ấy, do nghe pháp này vui mừng hớn hở, tín thọ tu hành, chẳng bao lâu tất cả pháp của Phật sẽ được hiển bày, sau khi Như Lai diệt độ, nếu vị nào thọ trì, giảng nói truyền bá kinh điển này, phải biết người ấy nhờ sức oai thần của Phật gia hộ, khiến cho mọi việc của họ đều được thành tựu. Ẩm quang nên biết, vị nào nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu vui mừng thọ trì, vị ấy đời quá khứ đã ở chỗ vô lượng Đức Phật gieo trồng nhiều căn lành, đã được lắng nghe chứ chẳng phải mới gặp hôm nay. Như kẻ đào ngọc bỗng nhiên gặp được ngọc mạt ni vô giá, sanh vui mừng lớn. Phải biết kẻ ấy từng thấy ngọc này nên sanh vui mừng, chẳng phải nay mới thấy. Như vậy đời vị lai, các bí xô vân vân, thâm tâm ưa thích lắng nghe chánh pháp, bỗng gặp được Bát Nhã Ba La Mật Đa vui mừng lắng nghe, tin thọ tu học. Phải biết ngày trước, những vị ấy đã từng ở chỗ vô lượng Đức Phật nghe kinh này, chẳng phải ở thời này mới nghe được. Ẩm quang nên biết, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nghe Diệu Cát Tường, Mạn Thù Sư Lợi thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa vui mừng hớn hở, thích nghe không chán, lại thường ân cần cầu thỉnh thuyết giảng lại, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này trong quá khứ đã theo Mạn Thù Thất Lợi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, vui vẻ thọ trì, tin hiểu tu học, cũng đã từng gần gũi Mạn Thù Thất Lợi, cúng dường cung kính nên được như vậy. Tí như có người gặp dịp vào thành ấp, người ấy đã dạo xem qua tất cả vườn rừng, ao hồ, nhà cửa, người vật trong đó. Thời gian sau đi ở chỗ khác, người ấy nghe người ta khen trong thành ấp này đã có nhiều thắng cảnh đẹp, liền vui mừng xin người kia kể lại. Nếu được nghe nữa, vui mừng càng gấp bội, bởi vì trước đây người ấy đã được thấy. Cũng vậy, đời sau, các thiện nam, thiện nữ, vân vân, nghe Diệu Cát Tường thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa vui vẻ, thích nghe, không nhàm chán, lại ân cần thỉnh nói lại nghĩa lý thâm sâu, nghe rồi khen ngợi, càng vui mừng hơn. Phải biết, những người này đều do đời trước đã từng gần gũi Mạn Thù Thất Lợi, cúng dường cung kính, lắng nghe và lãnh thọ pháp này, nên đời này thành tựu được như vậy. Bấy giờ cụ thọ Đại Ca Diếp Ba liền bạch Phật, Như Lai đã nói một cách đầy đủ về tướng trạng, các hành của các thiện nam tử vân vân trong hiện tại và vị lai, lắng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa tin hiểu tu hành. Phật dạy, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói, ta đã nói một cách đầy đủ về tướng trạng các hành của họ. Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, tướng trạng các hành của các thiện nam tử vân vân trong hiện tại và đương lai nghe pháp thâm sâu này, phải biết chẳng phải tướng trạng các hành vì pháp đã nghe nhiệm màu vắng lặng. Tướng trạng các hành đều bất khả đắc, thì vì sao Như Lai thuyết như vậy? Ta đã nói một cách đầy đủ về tướng trạng các hành của họ. Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói, tướng trạng các hành của các thiện nam tử vân vân trong hiện tại và đương lai nghe pháp sâu xa này đều chẳng phải tướng trạng các hành vì pháp đã nghe nhiệm màu vắng lặng. Tướng trạng các hành đều bất khả đắc, nhưng khi nghe thuyết pháp sâu xa, họ vui mừng thọ trì, tin hiểu, tu học, tức ở quá khứ họ đã từng nghe, vui mừng thọ trì và tu hành nên mới được như vậy. Tướng trạng các hành này đều dựa vào thế tục mà nói, chẳng phải trong thắng nghĩa có việc như vậy. Mạn Thù Thất Lợi phải biết, hiển bày rõ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tức là hiển rõ tất cả pháp của Phật, thông suốt việc chân thật chẳng nghĩ bàn. Mạn Thù Thất Lợi, khi xưa ta tu học hạnh Bồ Tát, những căn lành chứa được đều do tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà được thành tựu viên mãn. Muốn trụ địa vị bất thối truyền của Bồ Tát, muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng do tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà được thành tựu.
Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn tích nhóm căn lành như các Bồ Tát đã tích nhóm, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn trụ bậc bất thối truyền của Bồ Tát, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn thông suốt hoàn toàn tướng bình đẳng của tất cả pháp giới, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn hiểu rõ hoàn toàn tâm hành bình đẳng của tất cả hữu tình, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn mau chứng được tất cả giáo pháp của Phật, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn biết nghĩa lý huyền bí của các pháp mà Như Lai không thể hiện giác mà Phật thuyết, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Vì sao? Vì các pháp được giác ngộ và người giác ngộ đều bất khả đắc. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn biết về nghĩa lý huyền bí các pháp của chư Phật mà Như Lai không thể hiện chứng như Phật thuyết, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Vì sao? Vì pháp Phật đã chứng ngộ và người chứng đều bất khả đắc. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn biết ý nghĩa huyền bí của lời Phật nói về sự đầy đủ oai nghi tướng hảo và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà Như Lai không thể chứng được, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Vì sao? Vì sự chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề với oai nghi tướng tốt và người chứng đều bất khả đắc. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn biết nghĩa lý huyền bí mà Phật nói về sự không thành tựu tất cả công đức, không thể giáo hóa tất cả hữu tình của Như Lai, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Vì sao? Vì tất cả công đức, sự giáo hóa hữu tình và các Như Lai đều bất khả đắc. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn chứng được vô ngại giải đối với các pháp, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu chẳng thấy các pháp có ít chân thật, hoặc tịnh, hoặc nhiễm, hoặc sanh, hoặc diệt, vân vân. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn biết các pháp chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai và tướng vô vi, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Vì sao? Vì chân pháp giới chẳng phải thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai hay vô vi, vì các pháp đều nhập vào chân pháp giới. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn đạt được sự không nghi ngờ đối với các pháp, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn chuyển được xe pháp vô thượng 3 lần với 12 hành tướng và ở trong đó hoàn toàn không có sự chấp trước, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn đạt được sự ban bố từ tâm trùm khắp tất cả mà trong ấy không tưởng về hữu tình nào, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn cùng thế gian nhập vào pháp tánh không có các sự tranh luận, mà đối với thế gian và các sự tranh luận đều vô sở đắc, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn biết rõ khắp các cảnh xứ phi xứ hoàn toàn không bị ngăn ngại, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn đạt được vô biên pháp Phật như lực vô úy của Như Lai vân vân, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Bấy giờ đồng tử Mạn thù thất lợi liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con quán Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này không có tướng vô vi, không có các công đức, không sanh không diệt, không sức lực, không khả năng, không đến không đi, không vào không ra, không tổn hại, không lợi ích, không biết không thấy, không thể không dụng, chẳng phải người tạo tác, cũng không thể làm cho các pháp sanh diệt, không làm cho các pháp là một hay là khác, không thành không hoại, chẳng phải tuệ, chẳng phải cảnh, chẳng phải pháp phàm phu, chẳng phải pháp thanh văn, chẳng phải
pháp độc giác, chẳng phải pháp Bồ Tát, chẳng phải pháp Như Lai, chẳng phải chứng hay không chứng, chẳng đắc hay không đắc, chẳng phải tận hay bất tận, chẳng vào sanh tử, chẳng ra khỏi sanh tử, chẳng nhập niết bàn, chẳng ra niết bàn. Đối với các pháp của Phật chẳng thành chẳng hoại, đối với tất cả pháp chẳng phải tạo tác hay không tạo tác, chẳng phải có thể nghĩ bàn hay không thể nghĩ bàn, lìa các sự phân biệt, chấm dứt sự hí luận. Bát Nhã Ba La Mật Đa này hoàn toàn không có công đức, làm sao Như Lai khuyên các hữu tình siêng năng tu học? Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi, những điều đã nói tức là công đức chân thật của Bát Nhã Ba La Mật Đa, các thiện nam tử vân vân, nếu biết như vậy thì gọi là chân thật tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, đồng tử Mạn Thù Thất Lợi, đại Bồ Tát nào muốn học Tam Ma Địa Thù Thắng của Bồ Tát, muốn thành tựu Tam Ma Địa Thù Thắng của Bồ Tát, muốn an trụ trong Tam Ma Địa này, thấy tất cả Phật, biết được danh hiệu của Phật và thấy được thế giới của chư Phật này, chứng được, thuyết được thật tướng các pháp không chướng ngại, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, ngày đêm siêng năng, chớ sanh lười mỏi. Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu? Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không tên, không tướng, không bờ, không bến, không chỗ về nương, chẳng phải cảnh nghĩ lường, chẳng phải tội, chẳng phải phước, chẳng phải tối tâm, chẳng phải sáng suốt, như hư không thanh tịnh và chân pháp giới, số lượng và giới hạn đều bất khả đắc. Do các yếu tố này cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là hành xứ sâu xa của các Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát hành được chỗ ấy thì đối với các cảnh giới đều được thông suốt. Hành xứ như vậy chẳng phải hành xứ của tất cả thừa. Vì sao? Vì hành xứ này không danh không tướng, không có sự phân biệt, thế nên gọi là chẳng phải chỗ hành xứ. Mạn Thù Thất Lợi lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành pháp nào mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tâm không lười mỏi, sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: Đại Bồ Tát nào thường tu hành đúng đắn Tam Ma Địa nhất tướng trang nghiêm, sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Mạn Thù Thất Lợi lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao gọi là Tam Ma Địa nhất tướng trang nghiêm, các chúng Bồ Tát tu hành thế nào? Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: Tam Ma Địa này lấy tướng pháp giới để làm trang nghiêm, nên gọi là Tam Ma Địa nhất tướng trang nghiêm. Đại Bồ Tát nào muốn nhập vào Tam Ma Địa thủ thắng này, trước hết phải lắng nghe, thỉnh hỏi, tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, rồi sau đó mới có thể nhập vào Tam Ma Địa này. Mạn Thù Thất Lợi: Nếu Đại Bồ Tát nào bất động pháp giới, biết chân pháp giới chẳng phải dao động, không thể nghĩ bàn, không thể hí luận, như vậy mới nhập vào được Tam Ma Địa nhất tướng trang nghiêm. Mạn Thù Thất Lợi: Thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn nhập vào Tam Ma Địa này, phải ở chỗ trống vắng, lìa xa chỗ ồn náo, ngồi kiết già chẳng nghĩ đến các tướng. Vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình, phải chú tâm chánh niệm, thủ giữ danh tự một vị Như Lai, khéo tưởng về dung nghi của Ngài. Ngài ở phương nào thì ngồi thẳng quay về hướng ấy, niệm niệm tiếp nối nhau. Niệm một Như Lai tức là đã quán khắp chư Phật ba đời. Vì sao? Mạn Thù Thất Lợi, vì vô lượng vô biên công đức biện tài của một Đức Phật, ngang bằng với tất cả Phật, chư Phật ba đời đều nương vào một chân Như, mà chứng đại Bồ Đề không sai khác. Mạn Thù Thất Lợi: Thiện nam thiện nữ vân vân nào siêng năng tu học, được nhập vào Tam Ma Địa nhất tướng trang nghiêm, sẽ thấu rõ được vô lượng vô biên, hằng hà sa số pháp giới chư Phật không có tướng sai khác, cũng có thể tổng nhiếp chấp chỉ vô lượng vô số hằng hà sa pháp luân vô thượng mà chư Phật Bồ Tát đã truyền chưa truyền, như ngài Ananda đa văn trí tuệ, đối với lời Phật dạy đều nhớ giữ gìn hết. Tuy là bậc tối thắng trong chúng thanh văn, nhưng sự nhiếp trì giáo pháp còn có phần hạn chế. Nếu vị nào chứng được Tam Ma Địa nhất tướng trang nghiêm, thì trí tuệ đa văn và sức nhớ tổng nhiếp ấy sẽ không thể nghĩ bàn, có thể thọ trì được pháp luân vô thượng của vô lượng vô biên hằng hà sa số chư Phật Bồ Tát. Mỗi mỗi pháp môn đều được thông suốt nghĩa lý sâu xa, tuyên thuyết khai thị biện tài vô tận hơn Ananda gấp trăm ngàn lần. Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa kia, khi chứng được tam ma địa này, làm sao đạt được vô lượng vô biên công đức lợi ích? Phật dạy, đồng tử, thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa ấy, siêng năng tu học tam ma địa nhất tướng trang nghiêm, thường nghĩ, ta phải làm thế nào để thông suốt khắp pháp giới chư Phật, thọ trì tất cả pháp luân vô thượng, cùng các hữu tình làm lợi ích lớn. Do đây khi chứng được tam ma địa này, liền được vô biên công đức lợi ích. Mạn thù thất lợi, thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa kia, trước đây đã nghe công đức của tam ma địa nhất tướng trang nghiêm, phát khởi sự siêng năng tinh tấn chánh niệm tư duy, suy nghĩ về công đức của định này như vậy như vậy, tướng công đức hiện, đã thấy tướng này cũng như trước đã được nghe, liền sanh vui mừng, càng siêng tu tập dần dần được nhập vào tam ma địa này, công đức lợi ích thủ thắng không thể nghĩ bàn. Những hữu tình nào hủy báng chánh pháp, chẳng tin thiện ác, là kẻ nghiệp chướng nặng nề, loại hữu tình ấy không thể chứng được định này. Mạn thù thất lợi, ví như có người gặp được ngọc báu, đưa cho thợ ngọc và bảo, viên ngọc quý này của tôi giá trị vô lượng nhưng hình sắc của nó chưa được sáng đẹp lắm. Anh hãy mài giũa ngọc đúng khuôn mẫu dùng tôi, nhưng chỉ làm sáng đẹp, chứ đừng làm hư hình sắc. Người thợ ngọc theo lời người kia bảo, dựa theo khuôn mẫu chú tâm như vậy giũa mài viên ngọc, cứ như vậy, màu sắc ánh sáng phát dần thêm cho đến cực kỳ sáng và trong suốt. Khi tu sửa xong, giá trị viên ngọc thật vô lượng. Mạn thù thất lợi, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa kia cũng như vậy, tu học tam ma địa này dần dần cho đến khi chứng được tam ma địa này, thì được vô biên công đức lợi ích thủ thắng. Mạn thù thất lợi, ví như mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi, làm lợi ích lớn lao, cũng vậy, khi chứng được tam ma địa nhất tướng trang nghiêm, sẽ chiếu khắp pháp giới, cũng thông suốt được tất cả pháp môn, vì các hữu tình làm lợi ích to lớn, công đức lợi ích thủ thắng không thể nghĩ bàn. Mạn thù thất lợi, như ta đã nói, tất cả các loại pháp môn đều đồng một vị, là vị xa lìa, vị giải thoát, vị vắng lặng, không có điều chống trái. Khi chứng được tam ma địa này, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa xiển dương pháp môn nào, cũng cùng một vị, là vị xa lìa, vị giải thoát, vị vắng lặng, không có sự chống trái. Khi chứng được tam ma địa này, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa kia, dù diễn giảng pháp môn nào thì tài biện thuyết cũng vô tận, mau được thành tựu viên mãn pháp phần Bồ Đề. Thế nên đồng tử mạn thù thất lợi, đại Bồ Tát nào thường tu hành đúng tam ma địa nhất tướng trang nghiêm thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, đồng tử mạn thù thất lợi, đại Bồ Tát nào chẳng thấy các thứ sai khác và nhất tướng của pháp giới thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa chấp nhận pháp của Bồ Tát, không nên tu hành chấp nhận đại Bồ Đề, không nên cầu đạt đến, vì hiểu rõ bản tánh của tất cả pháp là không, do họ chấp nhận những điều này nên mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện nam tử vân vân nào trụ Bồ Tát thừa, tin tất cả pháp đều là Phật pháp, nghe tất cả là không, tâm chẳng kinh sợ nghi ngờ, do nhân duyên này nên người đó mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nghe thuyết các pháp đều hoàn toàn không, tâm chẳng mê mờ cũng chẳng nghi ngờ, thường không lìa bỏ giáo pháp của Phật thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bấy giờ đồng tử mạn thù thất lợi nói vậy, liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật quyết định do nhân duyên này mà chứng được chăng? Phật dạy: Chẳng được. Mạn thù thất lợi lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng do nhân duyên này mà chứng được chăng? Phật dạy: Chẳng phải vậy. Vì sao? Vì cảnh giới bất tư nghì, chẳng do nhân duyên và chẳng phải nhân duyên mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, nên biết đó là cảnh giới bất tư nghì. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nghe thuyết như vậy nhưng tâm chẳng kinh sợ, ta nói những người kia đã ở chỗ vô lượng đức Phật phát nguyện lớn, gieo trồng căn lành, vì vậy nên bí xô và bí xô ni nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, tâm chẳng kinh sợ nghi ngờ cũng chẳng mê lầm, thì họ là người chân thật theo Phật xuất gia. Nếu các cận sự nam hay cận sự nữ vân vân nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, tâm chẳng kinh sợ nghi ngờ cũng chẳng mê lầm, thì họ thật sự là người quy y Phật Pháp Tăng. Nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, chẳng học bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy,
thì chẳng gọi là kẻ chân thật tu học Bồ Tát thừa. Mạn thù thất lợi ví như ở thế gian có cây rừng rậm thuốc thang, vật hạt giống vân vân, tất cả đều nương vào mặt đất mà sinh trưởng. Cũng vậy, tất cả căn lành và những việc thủ thắng khác ở thế gian và xuất thế gian của Bồ Tát đều hoàn toàn dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu này mà được sinh trưởng. Nên biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu này bao trùm các pháp, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đều tùy thuận sự chứng đắc mà không có sự chống trái. Đồng tử Mạn Thù Thất Lợi nghe Phật nói thế, bèn thưa: Bạch Thế Tôn, đời Vị Lai, ở châu Thiệm Bộ này, các thành ấp xóm làng, chỗ nào diễn thuyết khai thị bát nhã ba la mật đa thâm sâu, và có nhiều người tin nhận. Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: Này các thiện nam tử vân vân, trong hội này nghe thuyết bát nhã ba la mật đa tin nhận, tu hành vui mừng phát nguyện, tôi nguyện đời sau dù sanh chốn nào thường được nghe bát nhã ba la mật đa, đời sau dù họ sanh đến chốn nào nhờ nguyện lực đời trước nên chỗ họ ở liền có bát nhã ba la mật đa thâm sâu này diễn giảng khai thị và được nhiều người tin nhận. Mạn thù thất lợi, các thiện nam tử vân vân, nghe thuyết bát nhã ba la mật đa, vui mừng hớn hở hết lòng tin nhận. Ta nói, họ đã gieo trồng căn lành lâu đời, nhờ sức nguyện đời trước mới được như vậy. Mạn thù thất lợi, người nào muốn nghe theo bát nhã ba la mật đa thâm sâu, ông nên bảo các thiện nam tử tùy ý nghe thọ, chớ sanh lòng kinh sợ nghi ngờ không tin, lại tăng thêm sự hủy báng chống lại. Nay trong kinh bát nhã ba la mật đa này rất là thậm thâm, chẳng hiển bày pháp, có nghĩa là chẳng chỉ bày có sự thành hoại bất khả đắc của pháp phàm phu hoặc pháp thanh văn hoặc pháp độc giác hoặc pháp Bồ Tát hoặc pháp Như Lai. Mạn thù thất lợi liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có bí sô ni đến chỗ của con hỏi, vì sao Như Lai tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu cho đại chúng, con sẽ đáp: Phật nói các pháp không có tướng chống trái tranh cãi. Vì sao? Vì hoàn toàn không có pháp để cùng pháp tranh cãi, cũng không có hữu tình, phải sanh lòng tin hiểu lời Phật dạy. Vì sao? Vì các loại hữu tình đều bất khả đắc. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, con sẽ bảo họ, Như Lai thường nói thật tế các pháp. Vì sao? Vì các pháp bình đẳng hoàn toàn được thật tế bao trùm, trong đây chẳng nói A-La-Hán vân vân, thường được pháp thủ thắng. Vì sao? Vì pháp chứng đắc